Tại vì thói quen của chúng ta là không có thích ngồi yên. Phải có chuyện gì đó để làm thì mới thấy là mình đang sống. Nhưng mà mình đâu có làm chủ được cái công việc đó đâu. Mình nói là mình đang sống. Mình gần như bị hoàn cảnh, bị công việc thao túng. Mình cứ chạy theo thành bại, đẹp xấu, hơn thua. Cho nên tuy mình nói là nhìn vào công việc mỗi ngày để mình thấy mình đang sống, nhưng mà kỳ thực mình đang sống với tư cách của một người đã chết, không có chủ quyền. Mình sống mình phải có chủ quyền chứ. Nhất là mình đang ở xã hội Mỹ mà, phải có freedom. Đâu có ai có quyền không cho phép mình thở. Đâu có ai có tư cách gì ngăn cản không cho mình được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, được sâu sắc. Có phải cái kẻ mà gây cái áp lực cho ta là chính ta hay không? Do những cái nhu yếu quá lớn, mình không có tự lượng sức, mình bắt chước người khác, mình bị chạy theo hoàn cảnh. Cho nên là mình không có những giây phút để mà sống với chính mình, để mình cảm nhận từng thời khắc nó đi ngang qua con người mình, đi ngang qua cảm nhận của mình, đi ngang qua tâm thức của mình. Mình luôn có một cái gì đó để bám vào, trong khi cái bản chất của cái tâm mình nó rất là mạnh mẽ, nó rất là tuyệt vời. Nó không cần dựa trên một đối tượng nào hết, nó vẫn có thể tỏa sáng, lấp lánh và ấm áp được. Cho nên chúng ta thường không có ngồi yên. Các bạn trẻ thường hay than là cuộc sống rất là bận rộn, cho nên không thể thiền được, không thể ngồi thiền được. Nhưng mà nhiều khi cuối tuần họ cũng có nhiều thời gian ở nhà, họ có thể ngồi thiền được chứ. Nhưng mà họ không có chịu ngồi, họ cứ lăn xăng, họ cứ đi dọn dẹp, họ cứ đi shopping, họ cứ đi nấu ăn, họ cứ đi gọi điện thoại hay là đi lên internet. Và bao giờ mình cũng nghĩ rằng là mình phải làm một cái gì đó để chuẩn bị cho ngày mai, chuẩn bị cho tương lai. Và cuối cùng, tương lai thì chưa bao giờ đụng tới. 10 năm trước mình cũng nói như vậy, rồi 3 năm trước mình cũng nói như vậy, rồi tương lai là bao giờ? Cho nên là ngồi yên là một cái thái độ rất là mạnh mẽ. Ngồi yên có nghĩa là cái thân cho nó yên, không có nhúc nhích cục cửa gì hết. Cái thân phải được nghỉ ngơi. Mình dùng nó một ngày quá nhiều để phục vụ cho những cái tham vọng của mình, những tham vọng quá đáng, những nhu yếu thường ngày thì mình không có nói, nhưng mà những cái muốn nó xa xỉ. Cho nên mình bắt cái thân mình nó làm việc rất là cực nhọc, thì trước hết là mình để cho cái thân nó nghỉ ngơi. Đó là một cái thái độ sống rất là đúng đúng đắn. Trên nguyên tắc y khoa thì bác sĩ luôn khuyên chúng ta như vậy. Mà nếu các vị ngồi yên, các vị sẽ cảm nhận được cái thân thể của các vị nó rất là biết ơn các vị. Hôm nay chúng ta có cơ hội đi thiền hành, mặc dù chỉ khoảng nửa giờ, nhưng mà chúng ta cho cái cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi trong nửa giờ đó. Tuy chúng ta có dùng nó để mà đi, nhưng mà đi không để đạt một mục đích nào nữa hết, đi để mà đi thôi. Như là một con người biết đi, một thực tại sinh động, và cơ thể nó đang được nghỉ ngơi. Tại vì cái tâm nó điều khiển cho cái thân. Cho nên nếu mà cái tâm nó chịu dừng lại những cái ham muốn, những cái đòi hỏi, những cái tranh đấu, thì cái thân nó sẽ được nghỉ ngơi theo. Và cái thân nó được tiếp xúc với lại gió thu, mưa thu, với năng lượng mùa thu, với lá thu. Cái lá phổi nó mỉm cười, nó nói dữ hơn, bây giờ là mới chịu cho tôi thở đó.
Bây giờ mới chịu cho tôi được nghỉ ngơi. Xin cảm ơn nha. Đừng có mà đem thuốc lá vô mà tàn sát tôi, hay là đừng có đem những cái loại độc tố khác mà uy hiếp tôi hoài, là tôi không có chịu nổi thì tôi quậy ráng chịu đó. Một cái người mà có thể dành ra ít phút, ít giờ trong ngày để mà nuôi dưỡng thân thể mình thôi đó, đó là một người trí thức. Trí thức nó khác với cái tri thức. Bạn có bằng cấp thì tôi chỉ gọi bạn là người có tri thức thôi, tức là có kiến thức thôi. Còn trí thức á, nó phải đi qua một quá trình thử nghiệm nè, mà sống được với cái tri thức đó, đó thì mới được gọi là trí thức. Bạn dám tách lìa những cái thú đam mê khác, hay là ít nhất là mình ra khỏi cái giường niệm ấm chăn êm của mình, để mình đi trong rừng, để mình đi bộ trên những con đường lá vàng. Đó là một cái hành động rất là mạnh mẽ. Và khi cái thân mình nó yên rồi đó, thì cái tâm mình nó sẽ yên theo. Thực ra không có sự tách rời giữa thân và tâm đâu, nhưng mà dễ hình dung thì mình thấy rằng cái thân nó yên thì cái tâm nó yên. Cố nhiên là cái tâm nó có trước, nó muốn cho cái thân nó yên thì cái thân ngồi xuống, và cái thân yên thì nó làm cho cái tâm nó yên. Tâm yên là tâm chấp nhận hiện tại, mặc dầu là mình có liên hệ với tương lai, nhưng mà mình không có phí sức cho cái chuyện tương lai hoài. Mình phải sống với hiện tại, mình đang cảm nhận cái gì đã đang xảy ra ở trên con người của mình, trên thân thể, trên cảm thọ và tâm thức của mình. Mình dừng lại những cái mong muốn chính đáng gì đó thì tính sao, bây giờ để nó qua một bên. Mình dừng lại cái sự chống đối, không có hơn thua, để cho tâm nó được lành lặn trở lại. Nhiều khi mình cứ lo hơn thua, cứ đòi hỏi cái này cái nọ, mà mình vắt kiệt cái năng lượng tâm của mình, bắt nó phải suy nghĩ, phải căng thẳng, phải sợ hãi, phải tưởng tượng, phải hy vọng, rồi tuyệt vọng, rồi buồn tối, đủ thứ hết. Cái đó là những cái chất độc, nó làm cho mình đau khổ. Cho nên là một ngày 24 tiếng đồng hồ mình chưa có thể dọn dẹp hết những cái phiền não đó, thì ít ra mình có nửa giờ để mà cho cái tâm mình nó nghỉ ngơi. Ngồi trong một cái không gian yên tĩnh, trên một cái chiếc gối xinh xắn, mình thấy mình đang sống. Mình nghe được hơi thở của mình cảm nhận từng tế bào trên cơ thể của mình thấy rất là rõ những cái cảm xúc, những cái emotion nó lên xuống, những cái biến chuyển không ngừng của dòng tâm thức. Hồi nãy chúng ta đi thiền hành, chúng ta thấy cái con suối nó chảy, cái đó nó cũng giống như dòng tâm thức của mình, nó cuồn cuộn chảy như vậy, không ngừng, nó biến dịch không ngừng, hết nghĩ cái này rồi nghĩ cái khác, hết muốn cái này rồi muốn cái khác, hết thấy như thế này rồi thấy như thế khác. Mà thật ra không chỉ có cái dòng tâm thức nó đang lưng lưu, đang chảy như vậy, mà feeling, emotion nó cũng chảy như vậy. Và những cái kết cấu của tế bào trong thân thể nó cũng tuôn chảy như vậy. Như là toàn bộ thân và tâm của chúng ta luôn luôn vận hành như là một dòng thác đổ. Trịnh Công Sơn có một cái bài hát tên là Đêm thấy ta là thác đổ. Đó là cái lý do đó. Thấy được những cái khát khao, những cái mong cầu trong người mình nó tuôn trào như vậy. Đó là một cái bước tiến rất là quan trọng. Mình không có mục đích gì khi mình ngồi xuống cả, ngoài cái chuyện là cho nó yên thôi, để nó được nghỉ ngơi, thân nghỉ ngơi, tâm nghỉ ngơi. Mà nếu các vị mỗi ngày mà dành ra nửa giờ để làm được cái chuyện đó, thì các vị đã có một cái bước đi rất là quan trọng trong đời sống tinh thần. Các vị có nội lực, mình rứt mình ra khỏi niệm ấm chăn êm, những cuộc vui, những cái đam mê, để mình ngồi như vậy. Hồi đầu rất là chán, rất là không quen, nó là một cái gì đó rất là lạ lẫm, một cảm giác chơi vơi.
cô đơn, ngồi mà không có một cái gì để bám vào cho nó hấp dẫn á, thì nó khó chịu lắm. Tôi có đi ngang qua cái cảm giác đó hồi còn trẻ. Khi mình ngồi thiền thì mình thấy như là mình bị treo lơ lửng, không có cái gì để bám vào. Tại vì cái thói quen của mình là có cái gì đó để bám vào. Và chính cái thói quen đó đưa đến cái sự mất chủ quyền, đưa tới cái sự điều khiển của hoàn cảnh, của đối tượng khác, và đưa đến cái đau khổ. Chúng ta hay nói là hãy nhìn lại mình đi, hay là hãy làm chủ bản thân mình đi. Nhưng mà chúng ta không có một cái phương pháp cụ thể. Chúng ta thường dùng cái ý chí thôi. Và ý chí đó không được nuôi dưỡng, không được hướng dẫn, không được dẫn dắt, cho nên nó cũng không đi tới đâu cả. Ngồi thiền là một cuộc cách mạng, thay đổi được cái nếp sống của mình. Ít nhất là dừng lại bớt để mà coi cái mình sống như thế nào trong thời gian qua. Mà trước khi coi nó một cách chính xác, rõ ràng, thì nó cần một cái năng lực cần thiết, đó là concentration energy, định tâm. Bạn cần phải định tâm, không cho nó chạy lăng xăng nữa, không cho nó tìm đối tượng nào để bám vào nữa, cắt hết trong vòng nửa giờ. Nhưng mà mình chưa có đủ giỏi, cho nên cắt đột ngột như vậy thì mình có thể mình bị suy sụp, mình hoảng loạn, cho nên mình phải mượn một đối tượng khác. Đối tượng này có tính chất nhẹ nhàng hơn, không có làm phiền mình, không có gây đau khổ cho mình, mà nó ở trong chính mình, đó là hơi thở. Mình mượn của chính mình thì nó đỡ hơn mượn của người khác, phải không? Cho nên là muốn định tâm dễ nhất thì luôn quan sát hơi thở. Ở đây các vị phải nhớ tới cái từ là quan sát, chứ không phải là điều khiển, không có control hơi thở của mình. Nó quan trọng ở chỗ đó. Nó khác với yoga. Yoga là mình phải dùng hơi thở mình đưa hơi thở mình đi cái chỗ nào đó mình muốn. Nhưng mà ở đây bạn chỉ đứng ở bên ngoài và quan sát nó thôi. Cái điều này nó phản ánh được cái tính trung thực. Tức là mình phải biết được tình trạng của chính mình như thế nào. Mặc dù mình mượn hơi thở là một đối tượng để mà định tâm, nhưng mà mình phải biết tình trạng của hơi thở mình trong cái thực tại này nó như thế nào. Tại vì hơi thở là một phần của thân, nhưng mà nó cũng chịu tác động của tâm. Cho nên phẩm chất của hơi thở nó nói đến cái phẩm chất của tâm thức của mình. Nó đang biến động hay nó đang bình ổn. Bất cứ nơi đâu, trong lúc bạn đi bộ, bạn ngồi trong office, bạn làm việc, bạn nói chuyện với người khác, bạn vẫn có thể quan sát hơi thở của mình. Cố nhiên là trong khi mình nói chuyện với người khác, trong khi mình lái xe, trong khi mình làm việc thì mình không có quan sát hơi thở mình 100% như là mình ngồi thiền. Chúng ta biết là cái phương pháp thực tập của chúng ta là chúng ta đặt cái sự chú tâm trên 4 đối tượng, gọi là the four foundation of mindfulness. Thì cái đối tượng đầu tiên là Đức Phật nói dễ nhất, gần gũi nhất và cụ thể nhất, đó là cái body của mình, mindfulness of body, ý thức về thân thể của mình. Thì hồi nãy mình đi thiền hành, đó là ý thức về thân, tức là bước chân của mình. Rồi mình ngồi thiền, mình ý thức về hơi thở, nó cũng là một phần của thân. Và khi mình đến một cái trung tâm thiền tập, mình có nhiều cách để mình mindfulness of body lắm. Thí dụ như mình mở một cánh cửa của restroom nhẹ nhàng và mình đóng lại rất là nhẹ nhàng, không có tiếng động. Tại vì mình có cái tâm mình ở cái chỗ đó. Mà nếu như mình đóng cửa mà nó không có cái sự chú tâm được, thì mình dán bài thơ ngay chỗ đó nhắc nhở. Ở đây tôi sáng tác ra 100 bài thơ để giúp cho các vị thiền sinh mới có thể đạt được sự định tâm. Ở đây chỉ nói tới định tâm thôi. Đóng cửa thật nhẹ nhàng, thể hiện lòng bình an, vội vàng đi đâu đó cho cõi lòng vắng hoang. Nghe bài thơ đó mắc cỡ quá, quay trở lại đóng cửa lại lần nữa.
Vấn đề không phải là đóng cửa. Đóng cửa chỉ là một cái cớ thôi. Cái vấn đề là mình sửa cái tâm mình lại. Hồi nãy mình đóng có tiếng động là mình đánh mất chính mình. Và mình phải điều chỉnh ngay từ cái chỗ đó. Chứ đừng có ăn gian. Mình nói thôi, mình tự nhắc nhở trong lòng được rồi, thì mình hay quên lắm. Hoặc là mình đến mình dự một chương trình thiền trà, khi người ta đưa cái tách trà tới cho mình thì mình chắp tay búp sen lên rất là cẩn trọng, chắp 100%, và mình đón chén trà cũng 100%, và mình uống chén trà cũng 100%. Mà nếu mà mình đặt chén trà xuống bàn cho cái cọp lớn quá đó, mình sẽ đặt xuống một lần nữa. Cái lần thứ hai này chắc chắn thành công. Cái lần này là cái lần điều chỉnh tâm thức trở lại. Nghĩa là chúng ta quyết tâm không để tâm thức mình nó gây ra những cái thiếu sót, những cái lỗi lầm. Có nhiều bài thơ lắm, kể cả nghe điện thoại cũng có bài thơ. Nhiều bài thơ dễ thương. Nghe tiếng chuông điện thoại, giữ phong thái nhẹ nhàng, lắng nghe người đang gọi với năng lượng bình an. Mình thực tập thiền nghe điện thoại. Hồi nãy là thiền mở cửa rồi, bây giờ thiền nghe điện thoại. Thì nghe tiếng chuông vang lên thì mình đừng có chụp bên trái rồi chụp bên phải, có điện thoại nằm ở đâu hoặc là có cái giỏ mình ở đâu, mình chạy lăng xăng như con rối. Hay là cái điện thoại để đâu cũng không nhớ nữa, nghe tiếng vang mà không biết nó nằm đâu. Cho nên lúc đó mình giống như con rối. Tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao mình dễ dàng đánh mất chính mình như vậy? Người bên kia là ai? Cho dù người đó sắp sửa cho tiền mình, hay là sắp sửa cho mình một cái cảm xúc rất là hấp dẫn, nhưng mà cái đó nó có hơn cái chuyện mà mình bình an hay không? Cho nên mình không có đánh đổ. Vì vậy cho nên điện thoại đó là người quan trọng cỡ nào, tổng thống có gọi thì tổng thống cũng phải chờ 3 tiếng chuông. Ai đến thiền thất lắng nghe thì cũng phải thực tập như vậy. Ở đó có cái chuông điện thoại bàn, và khi người kia gọi lên 3 tiếng thì mới đứng dậy đi tới lấy cái điện thoại, hoặc là 2 tiếng tùy mình quy định. Ít nhất là mình có nghe tiếng chuông đó và mình ngồi yên để mình nghe tiếng chuông đó, hoặc là mình nghe hơi thở của mình trở lại. Tiếng chuông giống như là một cái cớ, nó nhắc này anh thở trở lại đi. Tại vì thở là anh định tâm trở lại. Hoặc là mình quan sát từ nãy giờ cái thái độ của mình đối với công việc, đối với người đang tiếp xúc, nó đã xảy ra như thế nào, mình nhìn lại được. Với cái năng lượng đó, các vị nghe cuộc điện thoại đó rất là dễ thương. Cái giọng các vị nó sẽ trở nên ấm cúng hơn, và mình sẽ bỏ một cái năng lượng rất là bình yên ở trong đó. Người bên kia nghe điện thoại, họ nhận được cái năng lượng của mình. Họ không cần nội dung có câu chuyện, họ chỉ cần nghe được cái giọng của mình qua cái điện thoại là họ thấy hạnh phúc lắm rồi. Chứ đừng cho người ta một cảm giác là mỗi lần nghe điện thoại mình là người ta sợ. Sợ mình quát tháo hay là mình bỏ một năng lượng rất là độc ở trong đó. Ở đây mình nghe cái tiếng chuông gia trì là cái chuông lớn này, và cái chuông đồng hồ cố tình để thiền sinh dừng lại bớt. Những cái người thực tập sâu sắc lâu năm thì họ không có cần nghe tiếng chuông, lúc nào họ cũng có thể giữ được tâm của họ. Nhưng mà cái người mới rất là cần. Thành ra mình nghe bất kỳ tiếng chuông nào mình cũng dừng lại hết. Mình quy định thôi, để cho sự thực tập của mình nó dễ tiến bộ. Thì nghe tiếng chuông này hay tiếng chuông đồng hồ hoặc là tiếng chuông gia trì, thì dù mình đang đi, mình đang nói, mình đang làm cái gì, mình cũng dừng lại. Đầu tiên là mình nghe tiếng chuông. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, mình không cần nghe tiếng chuông, mình nghe hơi thở mình thôi. Cách thứ ba là mình quan sát thái độ mình lên cái tiếng chuông đó, hay là mình nhìn lại cái tâm của mình trong lúc đó như thế nào. Đó là những bài thực tập rất là giản dị và rất là quan trọng. Nó bắt đầu cho những cái sâu sắc và cao siêu sau này. Bạn muốn bớt nóng tánh phải không? Bạn muốn bớt vội vàng hấp tấp phải không? Bạn muốn đừng có hờn ghen phải không? Bạn muốn đừng hẹp hòi ích kỷ phải không? Nó bắt đầu từ cái chỗ đó hết. Chứ mình đâu nói với tâm mình là tôi muốn thì tự động nó thay đổi. Đâu có cái chuyện đó. Tập cho đã đời rồi bây giờ muốn bị nó làm liền đâu có được. Mở internet cũng có bài thơ: đừng vào các trang web khu vực thiếu an ninh, lòng dặn lòng tỉnh thức phiêu lưu dễ mất mình.
ở trên internet nó cũng có nhiều cái thông tin rất là bổ dưỡng, nhưng mà cũng có nhiều thông tin rất là độc. Mà nếu mình thiếu cái bản lĩnh, phải dùng tới hai từ bản lĩnh, tức là mình muốn vô hay không vô là do cái quyết định của mình, thì chắc chắn là mình sẽ sa hầm sập hố, gọi là ngoạn mục, tức là lướt lướt ván ở trên đó, lướt cho tới 3-4 giờ mà chưa chịu buông ra. Ngồi mỏi cổ rồi, ngồi đau lưng rồi, đói bụng muốn chết rồi mà không có ra nổi cái mạng lưới đó. Thì Đức Phật nói có bốn loại thức ăn cho con người của chúng ta, tứ thực. The four kinds of food. Thứ nhất là đoàn thực, tức là thức ăn mà nuôi cơ thể của chúng ta. Mỗi ngày mình ăn thức ăn, Đức Phật nói do cái cách của mình, mà cái thức ăn nó cũng quyết định khổ đau hay là hạnh phúc nữa. Cách tiêu thụ thức ăn, mình thường ăn cái thức nào mình thích thôi, phải không? Mình ghé cái tiệm nào mình thích thôi, mình chỉ đặt cái chữ thích ra thôi, và mình không xét tới cái hậu quả. Ăn vô rồi cái bụng nó chịu không nổi, ăn vô rồi là không làm gì nổi, mệt mỏi, mà chưa tính tới là nó ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe hay là bệnh tật nữa. Bác sĩ khuyên bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ ăn. Có nghĩa là mình không có kìm được cái sự thỏa mãn cảm xúc của mình, mình bất chấp hậu quả. Cho nên cái cách tiêu thụ thực phẩm đó nó đưa tới cái sự tàn phá cơ thể. Thành ra chúng ta nên nhìn lại cái cách tiêu thụ thực phẩm của mình. Và những cái thực phẩm nó có chứa nhiều độc tố, nhiều khi những cái thực phẩm thuộc về động vật, những cái động vật các vị mà nếu được xem những cái video clip người ta quay cái cảnh mà những con gà nó bị cắt mỏ, hay là những con heo, con bò bị đập đầu, bị châm điện trước khi nó chết, nó phẫn uất, thì cái năng lượng đó nó vẫn còn tồn đọng ở trong cái miếng thịt. Và chúng ta sử dụng những cái loại thịt mà chứa những cái độc như vậy thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Thành ra ở trong thực phẩm của chúng ta phải khôn ngoan và phải có bản lĩnh để chỉ tiêu thụ những cái thực phẩm nào có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu chúng ta có cơ hội thực tập thiền ăn, trước khi ăn chúng ta chắp tay lên và chúng ta đọc 5 cái phương pháp quán niệm trước khi ăn, tức là tự nhắc nhở mình. Trong đó có cái câu là xin chỉ tiêu thụ những thực phẩm có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu. Đó là một con người trí thức. Người trí thức gì? Họ nói họ có bằng cấp, nhưng mà họ vẫn nạp những cái độc tố vô. Họ biết cái đó nó tàn phá cơ thể của họ mà họ vẫn dùng. Ăn gạo lứt muối mè cũng là một cách. Ở đây có anh Sáu Nguyên Thông, chủ môn phái ăn gạo lứt muối mè để giảm bớt cái vấn đề tiêu thụ những cái thực phẩm độc. Mà các vị muốn thiền tập cho nó có phẩm chất, các vị cũng phải điều chỉnh lại cái cách ăn uống của mình, ăn cho nó nhẹ nhàng. Buổi chiều là không nên dùng thức ăn quá nhiều, ăn không nên quá no. Buổi chiều nên ăn những thực phẩm nhẹ, ăn cháo là tốt, để mình ngồi thiền, để mình ngủ cho nó yên. Sáng thức dậy nó cũng dễ, các vị mà ăn no quá sáng dậy đâu có nổi, mà còn mộng mị nữa. Thì cái thực phẩm nó quan trọng lắm. Trong cái y khoa của người Trung Hoa, họ nói là cái bệnh tật là do cái thực phẩm mà ra. Bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh là từ bên ngoài đưa vô miệng, mà hòa thì tùng khẩu xuất. Cái tai họa là do lời nói ở trong miệng mà ra. Cái loại thực phẩm thứ hai đó là xúc thực. Đây, internet là một loại xúc thực, TV là xúc thực, điện thoại là xúc thực. Nhiều người không có cần ăn, chỉ cần nói chuyện là no rồi. Nói 3-4 tiếng trên điện thoại no rồi. Nếu cái điện thoại đó có những lời khen, gọi là những lời khen có cánh. Các vị, các bạn trẻ bên này có biết lời khen có cánh không? Chứ bên Việt Nam, các bạn trẻ bên đó xài cái từ đó, tức là nói hồi cái nó bay mất tiêu rồi. Nó chơi thôi chứ không có thiệt. Khen chơi vậy thôi, nó yêu thương cho hấp dẫn vậy thôi chứ nó không có thiệt. Gọi là những lời có cánh, nghĩa là tự động nó bay đi hả. Nhưng mà mình cũng ưa lắm, biết nó giả, nó không có thiệt lắm, nhưng mình ưa những cái lời có cánh đó. Đó là một loại xúc thực. Nói điện thoại rồi hồi mình cũng muốn người kia có ý công nhận mình hay là khen mình, thấy tôi làm sao. Cái đó là loại xúc thực hết đó.
Nhiều khi khen một câu là đủ no rồi phải không? Chỉ một lời thôi em sẽ ngủ yên. Một lời rằng yêu em mãi về sau. Có cái bài hát gì đó. Mà nếu mà mình không có bản lĩnh mà mình đi hứa đại đó là khổ cả đời. Nhưng mà bên kia muốn mình hứa quá mà mình không hứa thì coi đâu có được. Internet ở trong đó nó có chứa nhiều độc tố lắm. Các vị mà lướt ván trên đó khoảng 1-2 giờ sau, các vị nhìn thấy cái tâm thức của mình nó xuống cấp, bệ rạc, mệt mỏi. Ngay lúc đó đó nó đã báo động rồi. Hướng gì nó đi vào trong cái tiềm thức của mình, trong vô thức của mình, nó còn làm việc ở trong đó. Tự động nó vận hành lấy và đưa tới những cái giấc mơ kinh khủng và đưa tới những cái ý niệm điên cuồng sau này. Thì cái thức ăn thứ ba đó là tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ cuồng điên. Thật ra tư niệm thực nó chỉ là những cái ước vọng, những cái mong muốn, những cái khát khao, những cái ý chí. Có nhiều người họ sống bằng những cái đó, nó cũng là một loại thức ăn. Họ cho rằng thực tại này nó chưa có đủ hấp dẫn lắm, cho nên họ cần có những cái ước vọng về tương lai. Có những người họ sống trong chiến tranh, họ sống bằng niềm tin có hòa bình. Có những người đói khát, họ sống bằng niềm tin có ấm no. Họ sống trong chia lìa, họ có niềm tin được đoàn tụ. Tất cả những cái đó nó cũng có thể nuôi dưỡng họ được. Con người mà không có một cái nghĩ như vậy đó, đó là một cái bệnh trạng của tâm lý. Đó là một điều rất là tự nhiên, phải có cái tư niệm, tức là những có những cái ước vọng. Nhưng mà cũng tùy vào cái ước vọng đó, nó là một loại thực phẩm mà mình muốn nó trở thành nuôi dưỡng hay là tàn phá. Cũng những người họ có ước vọng, nhưng họ muốn ước vọng thanh tao. Họ muốn họ được bình an, họ muốn gia đình ấm êm, họ muốn con cháu ngoan hiền, cũng là một loại tư niệm thực. Nhưng mà nó khá hơn nhiều so với những cái tham vọng đoạt cái này, cướp cái kia, giành cái nọ. Rồi những người khá hơn nữa thì họ có những cái tư niệm muốn cho người khác có hạnh phúc, muốn cho xã hội an hòa, muốn cho nhà nhà được ấm no. Đó cũng là một loại tư niệm. Mà thức ăn này nó tính chất bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên sau này chúng ta thực tập thiền sâu sắc hơn thì cái tư niệm thực đó tới một lúc nào đó chúng ta cũng giới hạn cho tới cùng. Và cái thức ăn thứ tư đó là thức thực. Tức là thức, tức là những cái hiểu biết, những cái phân biệt, những cái sự chọn lựa. Cuộc sống thiên hình vạn trạng, màu sắc chung quanh. Trước hết nó là một loại xúc thực, chúng ta tiếp xúc với nó. Sau đó chúng ta mới lựa chọn những cái nào nó có tính chất đem tới cái sự hấp dẫn, quyến rũ cho chính mình. Rồi chúng ta mới đuổi bám, chúng ta mơ tưởng, chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta hy vọng, chúng ta nắm bắt, chúng ta giận hờn, chúng ta bực tức. Tất cả những cái diễn biến ở trong tâm thức như vậy, nó cũng là một loại thức ăn. Có những người thích ngồi suy nghĩ hơn là không suy nghĩ, hơn là tiếp xúc với công việc. Thích ngồi suy tưởng mông lung, thích đặt ra cái giả thuyết này, rồi đặt ra cái giả thuyết nọ mà họ sống được. Thì tùy vào cái thức của mình, cái hiểu biết, cái phân biệt của mình mà quyết định cho cái chất độc trong người mình nhiều hay là ít. Vậy thì nếu các bạn thấy con người mình có một lúc nào đó nó thay đổi, chính mình cũng nhận ra, chứ đừng nói chi là những người xung quanh chỉ cho mình thấy, thì điều đó các vị phải kiểm tra lại bốn loại thức ăn của mình. Thế nào nó cũng dính trong một trong bốn cái. Và phải can đảm xa lìa bớt những cái thực phẩm nó chứa độc tố. Mà các bạn xa lìa được thì đó là một cái sức mạnh rất là lớn ở trong tâm hồn. Ở đây có tới 100 bài. Các vị, mọi người nên có cái quyển này. Và về mình thích cái bài nào đó, mình cắt dán ra. Không phải cắt trong cái quyển này ha. Cắt một tờ giấy viết lên, rồi mình dán ngay cái chỗ mà mình dễ tiếp xúc với nó đó. Ngay chỗ nào mà mình có cái việc gì đó mình cần phải nhắc nhở. 100 bài này chưa đủ, các vị chế thêm. Tại vì nếu mà cái tình trạng mình nó phức tạp hơn, mình chế thêm 100 bài nữa cho mình, rồi mình tự nhắc nhở. Thì cái này nó đưa tới cái mỗi cái bài thơ như vậy đó, ít nhất nó đưa mình tới cái tình trạng định, tức là chú tâm vào cái thực tại mà mình đang tiếp xúc trước. Nó nhắc mình vặn vòi nước,
nó cũng có nhắc mình để mình vặn, mình xài nước tiết kiệm như thế nào. Mình bưng chén cơm lên, nó cũng nhắc nhở mình tiếp xúc với cơm để mình thể hiện cái lòng biết ơn như thế nào. Mỗi cử chỉ hành động của một vị thiền sinh đó, họ kiểm soát được hết, họ ý thức được rất là rõ. Nhưng mà ở trong cái bài kệ nó còn hàm chứa cái tính của niệm lực nữa, tức là nó muốn bạn phải quan quan sát và phải quán chiếu, tức là bạn phải hiểu cái nội dung cái bài thi kệ đó, họ muốn nhắc cái gì ở trong đó để giúp bạn không chỉ có mặt ở trong thực tại mà bạn phải điều chỉnh cái tâm thức của bạn là cho đúng. Cái đó được gọi là niệm lực. Thí dụ như là khi mình vặn vòi nước thì mình hỏi nước từ ở đâu tới, tại sao nước giúp đỡ cho mình nhiều quá vậy. Cái này nó không chỉ là định lực không, mà nó còn là niệm lực nữa. Hay là khi mình tắm rửa thì mình tiếp xúc với thân thể của mình, nó có bài thơ để nhắc mình là mình phải bảo tồn tinh khí và thần để mà lưu truyền cho nhiều thế hệ. Thí dụ như khi mình rửa tay thì là rửa bàn tay cho khéo, tức là mình rửa bàn tay, nhưng mà mình ngoài cái chuyện rửa tay không, mà mình còn còn có cái công tác là trao truyền cho những cái thế hệ tương lai qua cái bàn tay của mình, tức là mình còn có ý nghĩa là dẫn dắt những thế hệ kế tiếp. Giữ bàn tay cho khéo, không phải là giữ cho nó không dơ không, mà giữ cho nó trong sạch, đừng có làm chuyện gì xấu xa. Giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên. Cái nếp á là cái nếp nhăn ở trên, cái nếp cái đường ở trên tay nè, cái này là do DNA của tổ tiên trao cho mình, cha mẹ ông bà tổ tiên của mình. Nhưng mà còn đây là cái nếp sống nữa, cái nếp sống đẹp của tổ tiên mình thừa hưởng đó, rồi trao truyền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Khi mình rửa tay nó còn bài nhắc nhở sâu sắc như vậy. Hay là khi mình đánh răng và súc miệng cho thanh tịnh nói năng, nguyện dùng lời chân thật thơm ngát khắp xa gần. Khi mình đánh răng mình phải dành cho mình ít nhất là 2 phút hay là 3 phút, chứ đừng có sạc sạc vài cái rồi đóng cửa cái rầm và chạy lăn xăng. Cái hàm răng của mình quý giá lắm, một ngày nào đó không còn răng để đánh đừng có khóc. Các vị thấy những người đánh hàm răng giả không, rất là tội nghiệp. Bây giờ mình có hàm răng còn tốt như vậy thì phải đứng chải cái hàm răng mình cho nó dễ thương. Nhà sĩ nói là mình phải ít nhất có 1 phút để kem ở trong răng thì sâu răng nó không có phá được, thì mình phải đánh răng 2-3 phút. Và đánh răng không chỉ làm cho cái miệng mình thơm tho mà nhắc nhở là mỗi lời nói ra là mỗi lời xây dựng niềm tin yêu cho người khác. Đó, một thiền sinh, cái bài căn bản đầu tiên là phải mindfulness of body, hay là awareness of body in the body, tức là mình phải ý thức về cái động thái cử chỉ của mình. Cái nội dung của sự thực tập của chúng ta là chúng ta phải xây dựng được 2 cái năng lượng ở trong con người của chúng ta, đó là định lực concentration energy và niệm lực mindfulness energy. Định lực tức là sự chú tâm, chú tâm trên đối tượng. Nhưng cái sự chú tâm này có thể là mình không có hiểu rõ được cái tình trạng đối tượng lắm, mà mình chỉ cần chú tâm thôi. Tại vì trong cái lúc này mình không cần hiểu rõ cái gì cả, mình cần được dừng lại và nghỉ ngơi, chỉ thế thôi. Chứ không phải lúc nào mình cũng cần phải hiểu cái đối tượng đó. Thí dụ như mình nhìn lá thu thì là lá thu, biết đó là lá thu được rồi, chứ không cần hiểu lá thu này nó được cấu trúc như thế nào, nó ra làm sao. Mình nhìn người thương mình mà mình thấy rõ người thương của mình, thấy rất là rõ, cái đó gọi là có định tâm. Mình rửa chén thì cái chén là đối tượng của mình, thì mình thấy rất là rõ cái chén và cảm nhận rất rõ cái sự tiếp xúc với dòng nước ấm vào cái bàn tay của mình, cái đó là có định tâm. Và cái niệm tâm mình, nếu mình cần thì mình cho nó phát sinh, quan sát rất là rõ trên cái đối tượng đó có cái gì nó xảy ra trên cái đối tượng đó. Thật ra nói cho cùng thì ở trong định nó có chứa cái chất niệm, người ta phân ra vậy thôi, chứ ở trong định tâm nó có chứa chất của niệm tâm. Tùy mình nhấn cái phần chú tâm nhiều hơn thì nó trở thành định tâm, mà mình nhấn cái phần quan sát nhiều hơn thì nó là niệm tâm. Nói tóm gọn lại là bạn tu thiền là bạn cần chú tâm và quan sát. Có lúc bạn cần chú tâm nhiều hơn, có lúc bạn cần quan sát nhiều hơn. Thí dụ khi mình lái xe thì làm sao mình thở được?
Thì lúc đó đó, thật ra trong cái tiến trình lái xe, thí dụ như là 1 giờ chẳng hạn, thì cũng có lúc này lúc khác, chứ không phải lúc nào xe nó cũng đầy ở trên đường. Lúc mà xe nó đầy trên đường thì mình quan sát những cái chiếc xe nó chạy ngang mình, cái tuyến đường, cái lưu lộ, cái đó nó nguy hiểm, thành ra là mình chọn những chiếc xe đó là đối tượng mình quan sát, chứ không phải là mình xe nó chạy thấy ghê như vậy đó mà mình suy tưởng mông lung và rất là nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Rồi một lúc mà xe nó bớt di chuyển qua ngang qua mình, cái đường vắng hơn, thì mình thực tập trở về với hơi thở, vừa vừa nhìn phía trước nhưng mà vẫn có thể liên lạc với hơi thở, quan sát hơi thở, hoặc là mình điều chỉnh lại cái thế ngồi của mình coi cái tay mình nó để đâu, cái chân mình nó ở đâu, cái vai mình nó có căng thẳng hay không, cái đó là một sự thiền tập. Và đi xe mình không có nên nói chuyện nhiều với cái người lái xe, tại vì làm cho họ chú tâm vào câu chuyện của mình rồi thì họ không có chú tâm vào cái tuyến đường, hay là họ đánh mất họ trong đó, có thể dễ xảy ra nguy hiểm. Thì cứ như vậy, bất kỳ cái đối tượng nào mà bạn đang tiếp xúc ở trong hiện tại mà bạn chú tâm lên nó đều được hết, cái đó đều đưa tới cái định tâm và cái niệm tâm. Tuy nhiên một cái thiền sinh khôn ngoan, người ta lựa những cái đối tượng nào mà nó ít có bị di chuyển, hoặc là nó có tác động ngược lại, nó làm cho mình mất sự chú tâm. Có nghĩa là mình phải ngồi thiền, mình đến trung tâm thiền, mình tạo ra một không gian cho mình dễ thiền tập, cái đó là cần thiết. Nhưng mà cuộc sống đâu phải lúc nào nó cũng cho phép mình chọn được không gian như vậy. Mình phải đi làm, mình phải tiếp xúc với mọi người, thì chừng đó thì mình đành phải chọn cái đối tượng nào mình tiếp xúc để mà mình thiền tập. Nhưng mà tôi cũng xin báo trước các vị là rất là khó thiền tập ở những cái cảnh như vậy. Thường là mình dễ bị đối tượng đó kéo đi và mình đánh mất mình ở trong đó. Nhưng mà không sao, cứ mỗi lần như vậy, sau khi người đó đi rồi, sau khi hoàn cảnh nó trôi qua, mình tự nhắc nhở lại mình, và lần sau mình sẽ thực tập khá hơn. Lần sau khi mình nói chuyện với người đó, mình không có cần phải tranh đấu để được cái gì từ người đó nữa, mà mình nghe được cái giọng nói của mình để ý được cái cảm xúc lên xuống của mình để ý được cái thân thể của mình, thì mình vừa thiền tập được mà vừa giải quyết công việc được. Với cái năng lượng đó thì các bạn giải quyết công việc rất là tốt. Trên tâm lý học, nhiều khi khách hàng gặp các vị không phải do các vị nói lanh quá, mà người ta thích cái phong độ của các vị. Nhìn vào mắt các vị, nhìn vào cái nụ cười các vị, người ta tin tưởng được, người ta cảm được cái năng lượng bình an, thì người ta biết rằng cái tác phẩm đi theo người này nó cũng sẽ tương xứng như thế mà người ta ký hợp đồng. Chứ không phải là do mình cung cấp rất nhiều kiến thức, mình nói vắt, mình nói sai, mình nói trật thông tin, hoặc là mình nói thêm nói bớt, rồi thì người ta nhìn vào cách của mình người ta không tin tưởng. Người ta nói người này chỉ có kiến thức, hoặc là muốn muốn cho được việc thôi, người ta không có đủ tin. Thì trong đời sống gia đình cũng vậy, nhiều khi người kia rất là khó chịu đối với mình, họ luôn luôn có vấn đề với mình, nhưng mà với cái năng lượng bình an của mình nó hóa giải được cái đó. Người đó định gặp mình sẽ làm cho mình một trận tơi bời, nhưng mà thấy cái năng lượng bình an của mình nó tỏa ra mà không còn thấy nữa, tự họ cảm nhận, và cái năng lượng giận hờn kia bị chuyển hóa, cho nên cái vấn đề tình trạng nó được thay đổi. Vậy thì cái tâm của mình nó có khả năng thay đổi được hoàn cảnh. Có cái câu trong cái bài thi kệ trong đây là tâm bình cảnh cũng bình. Ngày xưa thì các vị tổ sư chúng ta nói là tâm bình thế giới bình. Cái câu này rất là khó hiểu. Thì bây giờ tôi xin cắt nghĩa là khi cái tâm mình bình ổn thì mình nhìn lên cái đối tượng hay là cảnh vật, nói chung là thực tại, ở một cái màu khác, cái thấy khác. Còn khi tâm mình xáo động thì mình nhìn nó ở một góc độ khác. Cái góc độ nào đúng hơn? Chắc chắn là cái sự bình ổn, nhìn nó chính xác hơn. Cái tâm của mình nó quyết định cho cái thấy của mình. Cái thực tại nó đang hiện ra như vậy, nhưng mà chúng ta nhìn nó ít khi nào đúng lắm, luôn luôn bị sai lệch. Mà khi mình nổi giận lên, khi cái tâm mình nó bị xáo động, nó bị căng thẳng lo lắng thì nhìn càng trật nữa. Thành ra khi mình thấy cái tâm mình nó xáo động, đừng có bao giờ phán xét hay là quyết định một cái gì, phải trở về làm cho cái tâm nó bình ổn trở lại. Mình phải có những cái dụng cụ
Giống như là một y sĩ, một y tá, họ phải có cái đồ để đo tim mạch, họ có kim chích, họ có đủ thứ dụng cụ mà hễ bệnh nhân có chuyện gì là họ móc trong người họ ra có hết. Không có chạy đi tiền. Mình là một thiền sinh cũng vậy. Khi mà tình trạng nó xảy ra rồi, mình có dụng cụ để mà ứng phó liền. Mình có phương pháp, mình có cách để mà đưa cái cảm xúc đó xuống, trả lại cái vị trí bình ổn của tâm hồn. Cố nhiên mình mới thực tập thì không thể nào bình ổn liền được, nhưng ít ra mình nắm vững phương pháp và mình đã luyện tập nó thuần thục rồi, thành ra tìm tới là có liền. Chứ nhiều khi tới đó mới lật sách ra, mở đĩa lên coi thầy giảng làm sao thì đâu có kịp nữa, khát nước rồi mới đi đào giếng thì chừng nào mới uống chứ. Khi mà cái tâm mình bình á, bình an, nó trở về cái vị trí ổn định, thì mình nhìn cái thực tại này ở một cái góc độ khác, thì người ta gọi là cái tâm bình, mà cái cảnh nó cũng bình. Mặc dù cái cảnh đó, trên thực tế nó vẫn còn xáo động, nhưng mà mình nhìn nó bình. Cái điều này nó không phải là nó phi thực tế. Cái chữ bình ở đây có nghĩa là nó không có gây đau khổ cho mình nữa, ta gọi là bình. Tức là hoàn cảnh nó vẫn còn hỗn mang, nó vẫn còn xáo động, nhưng mà nó không tác động được cái tâm thức mình nữa. Người ta gọi là tâm bình mà cảnh cũng bình. Có nghĩa là cái cảnh nó không có thao túng mình được nữa. Các vị hiểu không? Huống chi nó còn làm được một cái chuyện nữa. Nếu cái năng lượng bình an của bạn mà đủ lớn á, đủ mạnh á, nó thay đổi được cái tình trạng của hoàn cảnh luôn. Có nghĩa là ai nhìn vô nó cũng thấy bình hết, chứ không phải là chỉ có mình thấy. Làm cho cái tình trạng nó được thay đổi luôn. Nhưng mà nói cho cùng, một cái người mà cái tâm họ vững mà họ có bình an rồi, họ không cần hoàn cảnh lắm. Họ không có đòi hỏi hoàn cảnh nhiều. Cho nên nó như thế nào họ không có quan trọng. Mình hay có khuynh hướng thay đổi người khác phải không? Mình cứ mời người đó ngồi xuống, làm mới người đó hoài. Anh phải thay đổi cái này, anh phải làm cái kia cho em. Mình cứ đặt điều kiện hoài. Mình cứ than trời trách đất, trời ơi tôi sống với cái người gì mà không có hiểu, cứ chứng nào tật nấy, bản tánh thật là khó dời. Trong khi mình thì có nhúc nhích được cái gì đâu, phải không? Rồi cuộc sống nó cũng có nhiều cái trái ngang, có nhiều cái khó khăn. Này bạn, bạn đừng có thay đổi nó nhiều lắm. Thay đổi được thì cứ thay đổi, còn không, bạn về thay đổi chính bạn trước. Bạn làm cho cái tâm bạn nó bình an trước. Thì cho dù ông sếp còn khó chịu cái kiểu đó, ông xã còn chưa hiểu, chưa thương được, hay là các con của mình nó còn làm khổ mình, nó còn làm phiền mình, nhưng mà mình không có khổ nữa. Mình mỉm cười vui vẻ để mà chờ đủ cái condition để mà tháo gỡ nó. Nó khác với thái độ lúc trước. Mặc dù tình trạng nó còn nguyên ở đó, nhưng mà cái tâm thức mình nó đã lên một cái level khác. Thành ra nhìn xuống cái tình trạng nó khác, thấy nó không còn là một cái áp lực nữa. Cho nên bạn có nên thay đổi hoàn cảnh không? Rất là khó. Hoàn cảnh là một cái gì đó ngoài mình, rất là khó để mà thay đổi. Cái mà dễ nhất nó chỉ là chính mình thôi. Thành ra làm cho cái tâm mình bình an, đó là cái trách nhiệm của bạn. Mà bạn phải có cái tài năng đó thì bạn mới có hạnh phúc được, bạn mới không khổ đau được. Và cái năng lượng bình an mình khi đủ lớn, đủ mạnh, cái năng lượng đó nó hóa giải được hoàn cảnh, nó làm tình trạng thay đổi rất là kỳ diệu. Chỉ sợ là cái năng lượng bình an của bạn chưa có đủ lớn, bạn mới có thở có mấy hơi cái bạn nói ủa sao tôi thở rồi mà hoàn cảnh chưa thay đổi. Tôi thiền rồi mà sao nó không có quớt gì hết trơn vậy. Cái này trong khi thiền mà bạn còn đặt ra hoàn cảnh nhiều quá. Bạn phải dồn 100% toàn tâm cho cái chuyện phục hồi cái năng lượng bình an của bạn. Thì tôi tóm lại nó có hai ý. Ý thứ nhất, khi tâm bạn an thì bạn nhìn đâu nó cũng an. Ý thứ hai, cái năng lượng an của bạn nó hóa giải được hoàn cảnh ít nhiều, hoặc là 10%, hoặc là 50%, hoặc là 100%. Các bạn có tin hay không thì các bạn thực nghiệm các bạn sẽ biết. Tôi không có dụ đâu. Thì cái awareness of the body in the body nó đã đưa tới cái tác dụng kỳ diệu như vậy rồi đó. Thì huống gì các vị tập sâu hơn những cái bước như là feeling in the feeling, awareness of feeling in feeling. Tức là mindfulness of feeling hoặc là emotion. Và cái khóa này đó, chúng ta sẽ học một cái lĩnh vực nó sâu sắc, kỳ bí, đó là awareness of the mind in the mind.
Mindfulness of mind, về cái tâm của chúng ta. Chúng ta phải biết tâm chúng ta nó là cái gì, nó ở đâu, thì mình mới có thể điều chỉnh nó được, mới có thể chuyển hóa nó được. Một một dũng tướng cầm quân ra sa trường mà không biết giặc nằm đâu sao đánh được. Mình nói mình muốn thay đổi chính mình mà mình biết cái phiền não mình nằm ở chỗ nào đâu mà mình thay đổi, phải không? Cho nên cái quyết định mà đến đây để mà học thiền, để mà tìm cách để mà hiểu mình, mà chuyển hóa mình, tôi cho rằng đó là một dũng tướng giữa sa trường. Bạn đang muốn chiến thắng chính mình, mà Đức Phật đã nói chiến thắng chính mình là cái chiến công oanh liệt nhất. Xin cảm ơn đại chúng.